phần này một chút xíu ha, tại vì có các bệnh bạn nãy giờ cũng đang vào lớp cũng cũng còn hơi 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 lọt sọt một xíu. Rồi thôi cô nói lại, chúng ta vào cái bài học thứ hai là bài viêm khớp dạng thấp. Bệnh này là cái bệnh cũng hay thường gặp ở các cái bệnh viện, các cái phòng khám y học cổ truyền. Bệnh rất hay gặp nha các em. Cái từ ngày xưa người ta hay ghi là viêm đa khớp dạng thấp, nhưng mà ngày nay người ta ghi chỉ cần dùng cái từ đó là viêm khớp dạng thấp. Người ta dùng cái từ viêm khớp dạng thấp là người ta nói lên cái bệnh này rồi. Do người ta sau này người ta ghi nhận là chỉ có một khớp, nó có những trường hợp họ chỉ có bị ở một khớp thôi. Bệnh thuộc về bệnh hệ hệ thống đó, bệnh hệ thống đó, tức là cái bệnh tự miễn các em, nằm nằm trong nhóm bệnh hệ thống, bệnh tự miễn. Người ta chưa biết rõ nguyên nhân, không biết rõ cái nguyên nhân bệnh, cũng giống như là không biết cơ chế. Nhưng mà người ta có một số cái yếu tố mà họ ghi nhận được là cái loại bệnh mãn tính, nó có đặc điểm nó viêm đối xứng các cái tổ chức, đó là những cái màng hoạt dịch, những cái màng hoạt dịch bị tổn thương, do đó nó làm tổn thương cái khớp, dần dần viêm cái khớp đó dẫn đến cái hư khớp, khớp có thể bị biến dạng luôn nha, biến dạng. Bệnh này nó có từng cái đợt viêm cấp đó. Bệnh thì nó là một bệnh mãn tính rồi, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái đợt viêm cấp tính, và mỗi một cái đợt viêm cấp tính như vậy á, thì nó sẽ làm cho tổn thương khớp rất là nhiều, tổn thương thương hư khớp. Bệnh này tiến triển kéo dài đó, mỗi ngày mỗi nặng lên thêm, nặng dần nặng dần, và bệnh này sẽ mang theo suốt đời của bệnh nhân. Dần dần bệnh nhân sẽ bị các cái biến dạng khớp, đúng không? Bị xơ cứng khớp, dính khớp, và người ta không không còn cái lao động được nữa. Nếu mà ở trên những bàn tay sẽ làm cho bệnh nhân chỉ còn các cái sinh hoạt thông thường, sinh hoạt để mà trong cái sinh hoạt sống bình thường thôi, chỉ còn họ không lao động được nữa do các cái khớp nó bị hư, nó biến dạng. Rồi về dịch tễ học thì bệnh viêm khớp dạng thấp này nó thường gặp ở mọi nơi trên thế giới, chiếm tỷ lệ từ 0,5 cho đến 3% dân số. Ở Việt Nam thì nó chiếm là khoảng 0,5% dân số nha. Vì nó cũng nằm trong cái tỷ lệ giống giống như trên thế giới. Tất nhiên ở những nơi mà lạnh và ẩm thì cái bệnh này sẽ tăng cao hơn. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng mà ở tuổi trẻ thì lại rất ít gặp ha. Mà người ta gặp nhiều nhất ở cái lứa tuổi bắt đầu trung niên, từ khoảng 30 tuổi trở lên thì bắt đầu đầu họ sẽ gặp nhiều. Trong một số trường hợp thì người ta thấy rằng bệnh nó có tính di truyền. Về nguyên nhân sinh bệnh thì nguyên nhân sinh bệnh thì người ta đưa ra có nhiều cái giả thiết ha, để giải thích về về nguyên nhân. Có nhiều cái giả thiết để mà giải thích về nguyên nhân sinh bệnh. Người ta tìm được cái sự hiện diện của cái nhóm kháng thể, tức là nó liên quan đến kháng thể đó, các cái kháng nguyên từ bên ngoài vào, và có các cái kháng thể globulin miễn nhiễm C ở trong huyết thanh đó, globulin ha, cũng như trong nó có trong dịch khớp, trong huyết thanh của người và trong dịch khớp. Người ta được gọi chung cái kháng thể này, người ta gọi nó là cái yếu tố thấp. Do đó bệnh viêm khớp dạng thấp được xếp vào cái loại bệnh tự miễn. Rồi người ta còn ghi nhận lại
Cái thứ hai đó là cái yếu tố cơ địa liên quan đến giới tính và lứa tuổi. Ví dụ như người ta thấy rằng là ở lứa tuổi bắt đầu trung niên trở lên, khoảng 30 trở lên. Và thứ hai nữa là liên quan đến giới tính thì người ta ghi nhận là ở nữ nhiều hơn nam. Ở nam rất là ít bị viêm khớp dạng thấp mà nó rơi vào nữ nhiều. Thứ ba là người ta thấy là nó có yếu tố di truyền, nó mang tính chất gia đình của bệnh nhân. Ví dụ như trong gia đình đó có một người mẹ bị thì người ta thấy là những người con sau này cũng bị nhiều hơn ở những cái gia đình khác. Rồi một số cái yếu tố thuận lợi người ta ghi nhận được á, là những cái bệnh mãn tính, không? Người người có một cái bệnh nền nào đó, phải không? Rồi sống ở cái vùng khí hậu lạnh đó, khí hậu lạnh rồi ẩm thấp kéo dài vân vân, thì người ta cũng ghi nhận được nó là những cái yếu tố thuận lợi để mà bị những cái bệnh viêm khớp dạng thấp này. Thế thì người ta cũng giải thích một số cái mà người ta thấy rằng là nó cũng có ghi nhận được. Ví dụ như là người ta thấy là có một cái số cái yếu tố gây bệnh, chẳng hạn như là vi khuẩn, virus đó. Rồi các cái yếu tố như cơ địa, gia đình hoặc là những cái yếu tố môi trường sống, lạnh nhiều, ẩm nhiều, làm việc ở nơi mà chìm mình trong nước, phải không? Tay thường xuyên rửa nước lạnh, vân vân. Thì những cái đó người ta thấy rằng là đó là một trong những cái yếu tố có thể nó là xâm nhập đó, như nó có thể là nó xâm nhập, ví dụ như là nó làm cho ví dụ vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể. Thì từ cái việc mà vi khuẩn hay virus gì đó, nó những cái yếu tố này nó vào cơ thể, nó là một cái kháng thể thứ nhất, nó sinh ra một cái kháng thể thứ nhất. Từ kháng thể thứ nhất này ở cơ thể, thế rồi cơ thể lại tự sinh ra một cái kháng thể thứ hai chống lại cái kháng thể thứ nhất, gọi là cái tự kháng thể, là tự kháng thể. Nó tự kháng thể đó nó sẽ hình thành lên cái kháng thể thứ nhất và thứ hai, kháng thể thứ một và hai, gọi chung là phức hợp miễn nhiễm. Cái phức hợp miễn dịch, từ cái phức hợp này thì nó mới xuất hiện cái hiện tượng thực bào trong cơ thể, nó nhìn thấy cái phức hợp miễn dịch này thì nó có cái hiện tượng thực bào. Các em đã học rồi, các cái tế bào lympho ha, có những cái bạch cầu nó có cái tính thực bào á, nó sẽ đến, nó đến để nó có cái hiện tượng thực bào ở đây đó. Rồi cái các cái phức hợp miễn dịch này thì nó thường nó nằm ở đâu? Nó nằm ở các cái màng hoặc dịch khớp, nó nằm tại màng hoặc dịch của khớp. Do đó cái quá trình thực bào nó diễn ra ở ngay trên cái màng hoặc dịch của khớp. Cái quá trình thực bào này nó sản sinh ra những men để mà nó tiêu thể, và những cái men này nó làm tiêu luôn cái màng hoặc dịch của khớp luôn. Từ đó thì làm sao? Thì nó làm viêm cái màng hoặc dịch. Đó. Viêm màng hoặc dịch thì cái khớp nó sẽ bị tổn thương. Đó. Lâu dần cái quá trình viêm nó tái đi tái lại nhiều lần, cuối cùng thì cái khớp đó nó bị cái khớp nó bị hỏng cái màng hoạt dịch và nó biến dạng các cái khớp. Rồi nói đến chỗ này thì các bạn cũng hiểu rồi ha, tức là người ta ghi nhận lấy được một cái nguyên nhân, một cái cơ chế nhưng mà nó chưa được đầy đủ đó. Tức là người ta ghi nhận thấy là ngoài những cái con vi khuẩn hoặc virus xâm nhập vào cơ thể, nó có một cái kháng thể thứ nhất. Khi mà vào cơ thể thì cơ thể sẽ sản sinh ra tạo một cái kháng thể thứ hai để chống lại cái kháng thể thứ nhất. Như vậy nó là người ra gọi nó là nó tự kháng thể, nó tự đánh nó, đúng không?
Đó, cái cơ chế này người ta gọi là cái sự miễn nhiễm. Đó, cái nó tự nó kháng nó trong cái mà người ta gọi là bệnh hệ thống đấy, hệ thống thì đến cuối cùng thì các cái kháng thể này nó tạo thành, nó làm cho các cái khớp bị hư, các khớp bị viêm từ đợt này sang đợt khác. Trên một cái nền mãn tính nó có nhiều đợt cấp tính viêm các cái khớp đó, dẫn đến khớp bị biến dạng, dính khớp, cứng khớp. Như vậy thì các bạn nắm được cái cơ chế này ha. Chúng ta chỉ có biết được một số cái yếu tố như thế, và cái cơ chế nó chỉ có biết đến đây thôi. Ngoài ra người ta cũng chưa hiểu tại sao mà nó lại xảy ra như vậy. Cơ chế sâu hơn thì chưa có. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai là phần chẩn đoán. Chẩn đoán thì chúng ta có một số cái triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng. Chúng ta có cái triệu chứng tại khớp ha. Chúng ta có triệu chứng tại khớp. Cái khớp này như thế nào? Thường thường bệnh nhân là hay đi đến khám than phiền là cái khớp nó đau. Hồi nãy chúng ta có một cái bệnh thoái hóa khớp là khớp cũng đau đúng không? Đó, cái này cũng khớp cũng đau, đau tại cái khớp. Nhưng mà mỗi cái đau này nó có cái tính chất nó hơi khác nhau. Mỗi cái kiểu đau nó có cái tính chất khác nhau. Ví dụ như cái thoái hóa khớp hồi nãy chúng ta học thì đau ở tại cái khớp đó và nó có cái tính cơ học, tức là khi nào cử động thì đau, đúng không? Còn cái đau khớp trong cái viêm khớp dạng thấp thì nó cũng có những cái tính chất khác. Chẳng hạn như là cái khớp này nó sẽ bị cứng khớp vào buổi sáng. Đó. Nó đặc điểm của nó là cứng khớp buổi sáng. Ví dụ như trong ngày thì bệnh nhân hoạt động bình thường, cầm nắm, cầm viết đi học hay là cầm các dụng cụ làm công việc hàng ngày nó bình thường hết, tối đi ngủ cũng không thấy có gì lạ, nhưng mà sáng thức dậy á thì cái khớp đó nó rất là khó cầm nắm. Bàn tay khi mà co nắm bất cứ cái gì cũng nó không được, người ta gọi là cứng khớp buổi sáng. Rất là khó cầm nắm. Thời gian đầu thì cái cứng khớp này nó không nhiều, và cái thời gian cứng khớp nó cũng không dài. Ví dụ như là nó chỉ hơi hơi cứng cứng, hơi hơi tê tê, hơi hơi đau đau một chút. Và trong vòng chừng cử động co duỗi chừng vài phút thì nó hết, nó cũng bình thường. Và bệnh nhân lại đi làm việc rồi sinh hoạt mọi thứ đều bình thường hết. Nhưng mà sau dần thì cái cứng khớp này nó sẽ tăng dần theo thời gian. Nó tăng dần theo thời gian. Ví dụ như buổi sáng thức dậy cái khớp đó nó bị cứng, nó đau cho đến nửa tiếng sau nó mới mềm lại, nó mới không bị đau nữa. Rồi cầm nắm lúc đó nó sẽ rất khó khăn, cầm vô rất là đau, bước xuống giường đi cái khớp cổ chân này kia rất là đau, đi không được, phải ngồi ở trên giường cử động một lát rồi mới bắt đầu mới bước xuống giường đi được. Nếu mà không, nếu mà vội vã quá bước xuống gấp thì rất là đau, bước đi khó khăn. Như vậy thì cái đặc tính của cái bệnh này là cứng khớp buổi sáng. Trong ngày thì các triệu chứng đó nó giảm dần đi, và nó có nhiều khi là nó hết hẳn, không thấy gì cả, nhưng mà cứ đến sáng ra thì buổi sáng nó lại cứng khớp lại đau. Cái đặc tính nữa đó là cái sưng đau nhiều khớp nhỏ và vừa. Cái đặc điểm của cái này nó lại rơi vào các khớp nhỏ các bạn, không như cái nãy thoái hóa khớp, phải không? Thoái hóa khớp nó sẽ rơi vào đa số ở các khớp lớn, ví dụ như đầu tiên sẽ bị khớp khớp gối là bị nhiều nhất đó. Rồi khớp đốt sống cổ, đốt sống lưng, khớp háng,
đó là những cái khớp khá lớn, còn riêng cái viêm khớp dạng thấp này thì nó rơi vào các khớp nhỏ và các khớp vừa. Ví dụ như người ta thấy ở cổ tay là nhiều nè, rồi các khớp bàn ngón tay nè, rồi các cái đốt mà liên đốt gần của bàn tay đó, nó bị đối xứng hai bên của thân thể à. Như là khớp khớp ngón tay, khớp ngón chân, cổ tay, mắt cá chân, khớp gối. Khớp gối cũng là khớp lớn rồi đấy, nhưng mà khớp gối cũng bị, nhưng mà người ta ghi nhận là nó sẽ rơi vào các khớp nhỏ nhiều nhất và nó điển hình ở các khớp nhỏ. Do đó cái bàn tay của bệnh nhân sẽ bị biến dạng và không cầm nắm được rất là sớm. Kế tiếp đến một cái triệu chứng nữa, đó là biên động. Cái biên độ mà cử động khớp nó sẽ bị giới hạn dần này. Ví dụ như bình thường người ta sẽ cầm được như thế đó, ta cử động được như thế, nhưng mà khi mà bị cái bệnh này một thời gian đó, thì nó giới hạn lại ha. Cầm cầm nắm và các cái hoạt động nó sẽ bị giới hạn, người ta gọi là cái vận động nó bị giới hạn, vận động khó khăn. Rồi trên nền của cái bệnh mãn tính này thì nó có những cái đợt cấp ha. Nó có những cái đợt cấp. Đợt cấp đó nó có cái biểu hiện như thế nào? Trong cái đợt cấp thì ở một vài khớp ha, một vài khớp hoặc là một khớp và một cái thời điểm nào đó, khớp sẽ sưng, nóng, đỏ, đau, tức là cái hiện tượng viêm viêm cấp đó. Khi mà cái khớp viêm nóng đỏ đau thì bệnh nhân rất là khó chịu, rất là đau, thì mình gọi đây là những đợt cấp của cái viêm khớp dạng dạng thấp. Rồi một cái triệu chứng nữa, đó là các cái hạt dưới da. Các cái hạt dưới da này có một số nơi, một số tài liệu các em đọc các em sẽ thấy người ta gọi đó là những cái hạt thấp, nốt thấp, hạt thấp, phải không? Các cái hạt dưới da này nó có những cái đặc điểm, có những đặc điểm rất là đặc biệt. Có khi bệnh nhân sẽ đưa tới cho mình, người ta sợ, người ta đi khám người ta sợ đây là khối u hay cái gì đấy, nó có một cái cục kích thước nó khoảng như cái đầu đũa ăn thôi, tức là kích thước khoảng chừng 5 cho đến 15 mm đó. Cái cục này, cái hạt này nó cứng chắc không có đau, thì chúng ta sờ, chúng ta bóp, chúng ta thấy là nó cứng, nó chắc. Bệnh nhân không cảm thấy đau, đồng thời là nó không có di động đâu. Chúng ta khi mà chúng ta cho cái hạt này nó di động thì nó không di động, bởi vì sao? Vì nó dính vào cái nền xương ở bên dưới. Cái vị trí mà người ta thường hay gặp các cái hạt dưới da này nè, còn gọi là cái hạt thấp, nốt thấp đó, thì người ta thấy hay gặp nó nằm bám ở trên cái xương ở phần chi chi dưới, nó hay bám ở cái xương 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 chày, nó hay bám ở xương chày. Và ở tay á thì người ta hay gặp nó bám ở xương trụ đó, nó bám ở trên cái màng xương, nó bám, nó dính vào đấy. Khi chúng ta sờ cái hạt này, chúng ta thấy là nó cứng chắc, nó không có di chuyển, nó dính ở xuống xuống cái xương ở bên dưới. Rồi bệnh này nó có những cái đặc điểm gì nữa, tức là nó vì bởi vì hồi ngay từ đầu cô có nói rồi, bệnh này á, là nó mang theo người ta suốt đời luôn, nó tiến triển dần dần, nặng dần, mang theo suốt đời. Do đó khi mà bệnh này nó lâu ngày rồi thì nó thường để lại di chứng biến dạng khớp, cứng khớp, làm cho bệnh nhân không có lao động được, không có cầm viết để viết được, không có làm các cái công việc mà tinh vi từ hai bàn tay là đều không được đó, nó khó khăn. Rồi một cái triệu chứng nữa có thể gặp, đó là nó có xuất tiết cái dịch khớp. Ví dụ như những cái khớp mà lớn lớn một chút người ta gặp ở khớp gối hay khớp cổ chân đó, thì nó sưng lên, nó sưng. Và có khi nếu ở khớp gối thì chúng ta
sờ vào cái xương bánh chày á, cảm thấy là cái xương bánh chày này nó bị sao, nó ở trong một cái môi trường nước, do đó là nó hơi lèo phèo, nó hơi bập bềnh á. Đó, khi đi siêu âm cái khớp thì bác sĩ sẽ đọc thấy là có nhiều dịch ở trong trong khớp đó. Thì đó là tràn dịch cái khớp, nó xuất tiết dịch nhiều đó, do cái phản ứng viêm nó xảy ra. Đấy là những cái triệu chứng mà ở tại khớp. Rồi, như vậy thì cô tóm lại cái triệu chứng tại khớp nó có mấy đặc điểm gì, là cứng khớp buổi sáng rồi nha. Và vào buổi sáng nó cứng khớp, do đó bệnh nhân sẽ đau khi vận động, nó khó đi đứng, khó cử động vào lúc sáng. Rồi các cái khớp mà bị tổn thương thì nó lại hay ở các khớp nhỏ và khớp vừa, nó có tính đối xứng cả hai bên. Đó, nó có những cái đợt cấp là khớp bị sưng nóng đỏ đỏ đau. Rồi, một cái đặc điểm nữa là nó có các cái hạt thấp ở dưới da, ở quanh cái khớp bị đau. Đó, thường thường bám ở trên xương chày và bám ở trên xương trụ. Rồi, bệnh lâu ngày á, thì các bạn chỉ cần đưa nói bệnh nhân đưa hai cái bàn tay ra để chúng ta nhìn thôi là chúng ta thấy là các cái khớp nó đều bị biến dạng. Đó, nó quẹo bên này, nó quẹo bên kia, nó không còn ngay ngắn nữa. Rồi khớp có thể bị tràn dịch khớp. Kế tiếp chúng ta thấy là có một số cái triệu chứng toàn thân. Đó, thực ra các cái triệu chứng toàn thân này nó cũng là do cái ảnh hưởng của cái triệu chứng tại khớp mà lâu ngày thì bệnh nhân mang cái bệnh, làm cho bệnh nhân đau đớn khó chịu, phải không? Thì bệnh nhân có thể bị gầy sút, da xanh, thiếu máu, rồi vận động thì sẽ chậm chạp, khó khăn, giới hạn cử động. À, biến dạng khớp, cứng khớp, chúng ta nhìn hai bàn tay chúng ta sẽ thấy là nó là các nhiều khớp bị biến dạng. Cái thì khớp thì sưng to lên, rồi khớp thì nó lệch trục sang một bên, vân vân. Làm cho bệnh nhân các khớp này nó không có được hoạt động linh hoạt mềm mại như những khớp bình thường nữa. Rồi chúng ta sang đến cái xét nghiệm cận lâm sàng. Xét nghiệm cận lâm sàng thì ở cận lâm sàng người ta thường hay có hai cái xét nghiệm thường làm. Một là cái xét nghiệm máu, hai là người ta chụp cái X-quang. Thì với cái xét nghiệm máu thì người ta hay làm cái tốc độ lắng máu. Thì các em biết rồi, nếu như mà trên một bệnh nhân mà có mang một cái bệnh mãn tính á, kéo dài thì cái tốc độ lắng máu nó sẽ tăng, đúng không? Đó, tốc độ lắng máu bình thường ở một người nam bao nhiêu, nữ bao nhiêu, các em có thể về xem lại ha, chúng ta có học hết ở bên cái phần công thức máu rồi. Thì ở trong giờ đầu và giờ thứ hai, nếu là trong giai đoạn cấp thì nó tăng rất là nhiều, tăng đến cả ví dụ như cả mấy chục mm luôn, cả 100 mm luôn ha. Đó, đó, tốc độ lắng máu rất là nhanh, rất là tăng tăng nhiều trong cái giai đoạn cấp. Còn giai đoạn mãn tính thì nó tăng, mà nó tăng ít thôi. À, ngoài ra cần làm cái công thức máu thì người ta thấy là hồng cầu giảm, bạch cầu thì không có tăng. Hồng cầu giảm thì các bạn thấy là cái dấu hiệu ở bên trên nó dấu hiệu toàn thân có cái thiếu máu, đúng không? Dấu hiệu toàn thân có thiếu máu là do chúng ta nhìn bên ngoài. Còn bây giờ khi làm cái xét nghiệm thì nó củng cố thêm, chúng ta thấy là số lượng hồng cầu nó giảm. Rồi một số cái xét nghiệm mà để chẩn đoán thì có một số cái xét nghiệm nó sẽ cho chúng ta một số cái chẩn đoán xác định. Ví dụ như cái phản ứng Valero yếu tố thấp dương tính, rồi cái RF nó dương tính. Như vậy thì cái xét nghiệm này cũng là một cái xét nghiệm mà để cho chúng ta chẩn đoán được vậy. Rồi nếu như trong cái trường hợp này á, mà chúng ta xét nghiệm được cái axit uric mà thấy là nó tăng, axit uric tăng ở trong máu thì người ta nghĩ đến cái bệnh gút ha, bệnh gút viêm khớp.
trong cái chụp X-quang khớp thì người ta có một số cái hình ảnh, một cái hình ảnh điển hình của các cái viêm khớp dạng thấp, đó là cái hình ảnh mà khe khớp hẹp nha, hình ảnh khe khớp hẹp, rồi cái hình ảnh khuyết xương, khuyết xương, rồi đến cái hình ảnh dính khớp. Đấy là những cái hình ảnh mà nó điển hình của cái những người bị viêm khớp dạng thấp. Đó là có nói đến cái triệu chứng cận lâm sàng, đúng không? Rồi bây giờ cái chẩn đoán xác định. Để chẩn đoán xác định thì người ta có mấy cái cách để chẩn đoán. Một là người ta chẩn đoán theo cái Hội Thấp khớp Hoa Kỳ năm 1987. Hai á, là người ta sẽ chẩn đoán dựa trên cái thực tế của Việt Nam vào năm 1995. Đó. Và gần đây á, thì người ta cũng có một cái chẩn đoán ở cái tuyến cơ sở đó, ở tuyến cơ sở, tuyến phường, tuyến xã đó. Thì cái trạm y tế xã do người ta cũng thiếu rất là nhiều điều kiện, đúng không? Do đó họ cũng có một cái cách để mà sử dụng nó để chẩn đoán cũng được. Như vậy thì bây giờ cô sẽ giới thiệu từng cái cách chẩn đoán đó, để chẩn đoán xác định theo cái Hội Thấp khớp Hoa Kỳ năm 1987. Thì người ta sẽ chẩn đoán xác định bệnh khi có 4, từ 4 tiêu chuẩn trở lên nha. Bởi vì cái tiêu chuẩn chẩn đoán theo Hiệp Hội Thấp khớp Hoa Kỳ á, người ta đưa ra 7 cái tiêu chuẩn đó. Mà nếu như cái người đó có 4 tiêu chuẩn trở lên thì người ta được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp. Thế thì 7 cái tiêu chuẩn đó nó như thế nào? Đó. Họ đưa ra tiêu chuẩn thứ nhất là có dấu cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ. Đấy. Vậy là người ta đã quy định là cứng khớp buổi sáng mà kéo dài trên 1 giờ thì người ta sẽ tính đó là một cái dấu hiệu cứng khớp buổi buổi sáng. Rồi tiêu chuẩn thứ hai là gì? Là sưng đau kéo dài trên 6 tuần ở ít nhất là 3 vị trí trong 14 khớp sau đây, đúng không? Tức là trong cái 14 cái khớp này thì phải ít nhất là phải có ba khớp nha. Thì 14 khớp đó bao gồm những cái khớp nào? Khớp ngón tay gần, cái liên đốt gần đó các bạn ha, khớp ngón tay gần người ta tính là hai nè, rồi khớp bàn ngón hai nè, khớp cổ tay hai, khớp khuỷu tay hai, khớp gối hai, khớp cổ chân hai, khớp bàn ngón chân hai. Như vậy là tổng số là 10, 14 khớp đó. 10, 14 cái khớp nhỏ này nếu mà có 3 khớp bị thì người ta tính nó là được một tiêu tiêu chuẩn sưng đau kéo dài trên 6 tuần đó. Ít nhất là ba vị trí trong cái số 14 cái khớp này. Đó là những khớp ngón tay gần, khớp bàn ngón, khớp cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp gối, khớp cổ chân, rồi bàn ngón chân. Đấy. Chúng ta sang cái tiêu chuẩn thứ ba. Tiêu chuẩn thứ ba là sưng đau một trong ba vị trí. Lần này người ta chỉ yêu cầu có sưng đau một trong ba vị trí thôi. Đó là khớp ngón tay gần, khớp đốt liên liên đốt gần đó các bạn ha, khớp bàn ngón và khớp cổ tay. Chỉ cần là một trong ba vị trí này mà có sưng đau họ cũng tính đây là được một tiêu chuẩn nữa. Chúng ta sang cái tiêu chuẩn thứ tư là sưng khớp mà có tính đối xứng. Chúng ta ghi nhận là khớp bàn ngón bên này bị, khớp bàn ngón bên kia bị, như vậy là có tính đối xứng. Như vậy chúng ta được thêm một cái tiêu chuẩn nữa là tiêu chuẩn thứ tư. Qua cái tiêu chuẩn thứ năm là nếu mà thấy có cái hạch dưới da đó, chúng ta rà soát và coi ở cái vùng khớp đau á, vùng khớp đau ví dụ khớp gối mà chúng ta sờ cái xương chày ở chung quanh cái khớp gối đó, cái vùng xương chày xem có cái hạch dưới da nào nó bám ở đó hay không.
nếu chúng ta thấy có sự hiện diện của các cái hạt dưới da thì chúng ta có thêm được một tiêu chuẩn thứ thứ năm, đúng không? Tiêu chuẩn thứ sáu là ở phòng xét nghiệm người ta sẽ làm một cái phản ứng tìm cái yếu tố thấp dương tính. Yếu tố thấp đó chính là cái phản ứng Valero. Rồi chúng ta có những cái hình ảnh X-quang điển hình. Hình ảnh X-quang điển hình hồi nãy cô vừa mới nói ở bên trên là chúng ta sẽ có những cái hình ảnh như là bị khuyết xương, rồi hẹp khe khe khớp, rồi dính khớp, đó, biến dạng khớp đó. Rồi như vậy là có 7 cái tiêu chuẩn theo như cái hội hiệp hội thấp khớp của Hoa Kỳ năm 1987 thì họ đưa ra 7 cái tiêu chuẩn đó. Không? Một là cứng khớp buổi sáng, hai là sưng đau kéo dài trên 6 tuần, ít nhất là 3 vị trí trong 14 khớp sau đây. Thứ ba là sưng đau một trong 3 vị trí, các cái khớp ngón tay gần, khớp bàn ngón, khớp cổ tay. Thứ tư, xương khớp đối xứng, đó, nó có tính đối xứng. Thứ năm là có các cái hạt thấp, hạt dưới da. Thứ sáu là có cái phản ứng Valero dương tính. Thứ bảy có cái hình ảnh X-quang điển hình. Như vậy thì chỉ cần có 4 tiêu chuẩn thôi. Đó, trong 7 tiêu chuẩn này chúng ta tìm được 4 tiêu chuẩn hoặc 5 hoặc 6 thì chúng ta sẽ chẩn đoán được là viêm khớp dạng dạng thấp. Chúng ta chỉ cần là có từ 4 tiêu chuẩn trở lên nhé. Để chẩn đoán xác định theo như cái Bộ Y tế Việt Nam có quy định là từ năm 1995 người ta dựa vào một số cái tiêu chuẩn chẩn đoán nha, gồm một cái tiêu chuẩn chính và có ba cái tiêu chuẩn phụ. Đó. Thì chỉ nếu chẩn đoán xác định khi nào khi có một tiêu chuẩn chính và có một trong ba tiêu chuẩn phụ ha. Tiêu chuẩn chính thì người ta đưa ra có hai cái tiêu chuẩn như thế này. Đó, tiêu chuẩn chính đã có hai cái tiêu chuẩn này mà chúng ta chỉ cần là có một tiêu chuẩn chính thôi. Đó, rồi cái tiêu chuẩn phụ người ta có một trong ba tiêu chuẩn phụ nữa là người ta đủ để chẩn đoán viêm khớp dạng thấp rồi. Thế thì tiêu chuẩn chính là tiêu chuẩn mà bắt buộc phải có, không thể thiếu được. Đó, một trong hai cái gì? Cái thứ nhất là sưng đau kéo dài trên 6 tuần từ 4 khớp trở lên. Trong đó bắt buộc có một trong ba khớp bàn tay như khớp cổ tay, khớp bàn ngón tay, khớp ngón tay gần ở bàn tay hai bên. Như vậy á, là nó có một cái tiêu chuẩn chính bắt buộc phải có là phải có sưng đau kéo dài trên 6 tuần từ 4 khớp trở lên ha. Trong đó bắt buộc phải có một trong ba khớp ở bàn bàn tay như là khớp cổ tay, khớp bàn ngón tay, khớp ngón tay gần ở hai bên. Rồi một cái tiêu chuẩn chính thứ hai nữa đó là có tính chất đối đối xứng. Đó, nó có tính đối xứng. Nếu thấy là cái khớp ngón tay gần ở bàn tay bên này rồi ngón tay gần ở bàn tay bên kia giống nhau ở vị trí đối xứng mà có thì người ta tính đó là tính chất đối đối xứng. Như vậy một trong hai tiêu chuẩn chính này chúng ta chỉ cần chọn một tiêu chuẩn chính thôi. Chúng ta có một tiêu chuẩn chính thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn phụ có thể thiếu hoặc có thể thay thế cho nhau. Thì đó là những tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn phụ thứ nhất là cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ. Xét nghiệm thì có cái phản ứng Valero hay là test dương tính, đó là làm xét nghiệm ha. Thứ ba là dấu hiệu X-quang các khớp ở bàn tay có tổn thương từ giai đoạn 3 trở lên. Như vậy để chẩn đoán theo như cái tiêu chuẩn của Việt Nam từ năm 95 thì người ta có thể lấy một trong hai cái tiêu chuẩn chính này kèm theo một trong ba cái tiêu chuẩn phụ này nữa là người ta có thể chẩn đoán xác định, đúng không? Thế thì hình ảnh X-quang điển hình ở trong viêm khớp dạng thấp thì nó như thế nào? Chỗ này cô sẽ nói thêm một chút để cho các em nắm.
Tại vì ở đây nó có yêu cầu là phải tổn thương từ giai đoạn 3 trở lên ha. Thế thì hình ảnh X-quang ở các khớp bàn tay, các khớp nó có tổn thương, nó được chia làm 4 giai đoạn nha. Đó, mà nếu như ở đây chúng ta có từ giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4 thì người ta được tính ở đây là một cái tiêu chuẩn chuẩn phụ. Đó. Trong ba tiêu chuẩn phụ này chúng ta sẽ có một cái tiêu chuẩn phụ để chúng ta cùng với một tiêu chuẩn chính nữa để chúng ta chẩn đoán xác định được rồi. Thế thì bốn cái giai đoạn trong cái chụp X-quang thì cái giai đoạn 1 thì nó có cái gì? Giai đoạn 1 thì cái hình ảnh X-quang nó không thấy cái gì khác thường hết, hình ảnh X-quang là bình thường. Bệnh nhân chỉ có bị sưng đau phần mềm thôi, đó, phần mềm ở chung quanh cái khớp đó thôi, đó. Các cái vận động ở tay gần như là bình thường, thì đó là cái giai đoạn 1. Giai đoạn 2 á, thì người ta thấy X-quang nó có cái hình khuyết, ha, cái xương nó đang liên tục như vậy, tự nhiên nó khuyết xuống một miếng, đó, đó, có hình khuyết, rồi có khe khớp hẹp. À, có khe khớp hẹp à, cái này phần kỹ thuật viên chụp X-quang người ta sẽ đo đạc để người ta cho mình biết rằng là cái khe khớp này nó hẹp hay là không hẹp, đúng không? Có hình khuyết, có hình khe khớp hẹp à, lúc này á, vận động thì có bị hạn chế, tay thì có nắm được à, nhưng mà đi thì phải có hỗ trợ bằng gậy, bằng nạng. Đó, đó là cái giai đoạn thứ thứ hai. Giai đoạn thứ hai này thì bệnh nhân vẫn còn vận động được nhưng mà nó có hạn chế một phần, tay thì cũng có nắm được, đi lại thì phải có gậy, có nạng đó. Rồi, hình ảnh thì nó có hình ảnh X-quang, đó là hình ảnh khuyết và khe khớp hoặc là khe khớp bị hẹp. À, cái hình ảnh X-quang mà giai đoạn thứ ba đó là cái hình ảnh gì? Ở giai đoạn của chụp X-quang giai đoạn cái tổn thương ở giai đoạn 3 thì người ta thấy rằng là thấy khớp bị dính một phần, đó, nó dính một phần thôi đấy, mà bệnh nhân vẫn còn vận động được một ít, vận động được một ít, người ta chỉ còn vận động trong sinh hoạt hàng ngày thôi chứ không còn lao động được nữa, trong sinh hoạt hàng ngày. Như vậy đó là giai đoạn 3. Như vậy ở trong cái chẩn đoán dựa trên cái thực tế Việt Nam năm 1995 thì chúng ta phải ghi nhớ là cái hình ảnh X-quang nó phải sao? Nó phải là dính khớp một phần, phải không? Đó. Nó có dính khớp một phần. Rồi chúng ta còn có một cái giai đoạn thứ 4 nữa. Giai đoạn thứ 4 trong cái tổn thương ở trên X-quang, ở trong cái bệnh là viêm khớp dạng thấp, thì người ta thấy rằng là hình ảnh X-quang lúc đó nó dính khớp hoàn toàn, ha, khớp bị dính hoàn toàn, bị biến dạng trầm trọng, đúng không? Rồi bệnh nhân thì sao? Thì nó mất chức năng vận động, cái khớp đó nó mất cái chức năng vận động thì các em biết rồi. Khớp thì cái chức năng chính của cái khớp là gì? Là để vận vận động. Nhưng mà lúc này nó mất cái chức năng vận động, bệnh nhân tàn phế hoàn toàn ở cái khớp đó, hình ảnh X-quang là chính hoàn toàn, biến dạng hoàn toàn nhé. Như vậy thì các em chỉ cần là có một cái dấu hiệu X-quang mà dính khớp một một phần là cái giai đoạn 3, còn nếu như có mà dính khớp hoàn toàn là giai đoạn 4, thì đó là một trong những cái tiêu chuẩn phụ, phải không? Đấy. Như vậy là theo thực tế Việt Nam thì để chẩn đoán thì nó gồm một tiêu chuẩn chính và một trong ba tiêu chuẩn phụ thôi là được. Trong đó chúng ta có hai tiêu chuẩn chính thì chúng ta chọn một, phải không? Ba tiêu chuẩn phụ chúng ta cũng có một là chúng ta đủ để chúng ta chẩn chẩn đoán. Như vậy là cô đã giới thiệu với các bạn từ xưa đến nay chúng ta có hai cái cách để chẩn đoán. Một là chẩn đoán theo Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ thì người ta cần 4 trên 7 tiêu chuẩn trở lên. Với 7 tiêu chuẩn đó chỉ cần từ 4 trở lên là chấp nhận cái chẩn đoán xác định. Rồi, và
để chẩn đoán theo như cái thực tế của Việt Nam năm 95 thì người ta chỉ cần một tiêu chuẩn chính trong hai cái tiêu chuẩn chính, phải không? Rồi chẩn cần một tiêu chuẩn phụ nằm trong ba cái tiêu chuẩn phụ mà chúng ta đã được giới thiệu ở bên trên. Bây giờ cô muốn giới thiệu thêm cho các em một cái cách chẩn đoán nữa, nếu như các của bạn làm ở tuyến tuyến cơ sở, phải không? Làm ở tuyến phường á, tuyến phường xã thì người ta không có cái xét nghiệm. Đó. Người ta không có xét nghiệm. Thì người ta dựa vào cái gì để người ta chẩn đoán? Nếu các bạn làm ở cái tuyến cơ sở nha. Nếu các bạn làm ở tuyến cơ sở, ở đó các bạn cũng thiếu nhiều phương tiện. Nhưng mà nếu như các bạn thấy là với một phụ nữ độ tuổi khoảng từ 30 trở lên, đúng không? 30 đến 50 tuổi, thường thường vậy. Khoảng 30 tuổi trở lên. Có một cái triệu chứng là viêm nhiều khớp xa. Tức là viêm nhiều cái khớp khớp nhỏ đó, mình có thể nói một cách dễ hiểu đó là viêm nhiều khớp nhỏ, cái những cái khớp đó nó xa cái gốc gốc chi. Rồi thứ ba nữa là cái triệu chứng của nó là nó khởi đầu từ từ, nó khởi đầu từ từ và nó tiến triển ít nhất là 6 tuần đó. Nó tiến triển ít nhất là 6 tuần. Rồi thứ tư nữa là nó đau tăng đau trội về về đêm và nó có cứng khớp vào buổi sáng. Như vậy thì với bốn cái tiêu chuẩn này ở tuyến phường xã là các bạn có quyền chẩn đoán viêm khớp dạng thấp nha. Đó, giờ cô nói lại thêm cái này thôi, tại vì trong bài học chúng ta không có, mà cái này là người ta mới có áp dụng cho các tuyến cơ sở. Thì nếu các bạn làm ở tuyến cơ sở thì các bạn để sử dụng cái này để các bạn chẩn đoán cũng được. Thứ nhất là phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, đó, có thể là từ 30 đến 50. Thứ hai là viêm nhiều khớp nhỏ, khớp ở xa gốc chi. Thứ ba là khởi đầu từ từ và tiến triển ít nhất là 6 tuần. Thứ tư là nó đau trội về ban đêm khi trời lạnh, đúng không? Và nó có cái cứng khớp buổi sáng. Như vậy thì các bạn sẽ có thêm thông tin này nữa để các bạn có thể áp dụng cho ở tuyến phường xã của mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái phần thứ tư là cái chẩn đoán phân biệt. Chẩn đoán phân biệt thì nó có năm cái bệnh khớp mà nó hơi gần gần giống với lại cái viêm khớp dạng thấp. Do đó chúng ta cần phải lưu ý mấy cái đặc điểm của những cái khớp này để cho chúng ta chẩn đoán phân biệt với cái viêm khớp dạng thấp của mình ha. Một cái thứ nhất là cái hội chứng Reiter. Hội chứng Reiter này thì lại hay gặp ở nam. Hay gặp ở nam. Trong khi bệnh viêm khớp dạng thấp của mình thì lại hay rơi vào nữ. Đó. Rồi. Thứ hai, bệnh nhân có viêm kết mạc. Rồi viêm đa khớp kinh niên. Đó. Tức là cái khớp đó nó cứ viêm liên tục vì viêm kéo dài kinh niên ha. Bệnh nhân có viêm kết mạc. Thứ ba là nó có tiểu ra mủ, có tổn thương da niêm. Đấy. Thì với cái này các bạn sẽ có thể các bạn sẽ chẩn đoán phân biệt với cái bệnh này nhé, hội chứng Reiter. Bệnh thứ hai mà chúng ta hay gặp viêm đa khớp trong cái bệnh lupus đó, các bạn hay nghe bệnh lupus ban đỏ ha. Bệnh lupus ban đỏ thì nó cũng là một cái bệnh tự miễn, bệnh toàn thân đó. Đó, bạn bệnh bệnh hệ thống, đúng không? Như vậy á, thì nó cũng gây tổn thương ở trên khớp nữa các bạn. Nó ngoài cái tổn thương ở trên da, nó có cái tổn thương ở trên khớp và nó cũng viêm đa khớp. Do đó chúng ta sẽ tìm coi nó có những cái biểu hiện gì đó của bệnh lupus đỏ hay không. Thế thì
chúng ta sẽ có những triệu chứng như thế này để cho chúng ta nghi ngờ nó là bệnh lupus ban đỏ. Là thứ nhất, người ta sẽ gặp cái ban đỏ hình cánh bướm, ban dạng đĩa ở trên mặt á, ở bên hai bên bên mũi của người bệnh ha, hai bên mũi ở ở má đấy, hai bên cạnh mũi sẽ gặp hai cái dạng ban dạng đĩa. À, nhìn qua nó giống như là hai cánh bướm ở hai bên mũi á. Đúng không? Đó là một cái dạng ban cánh bướm, nhưng mà thường thì cũng không phải dễ mà gặp các bạn nha. Nhiều người bị lupus nhưng mà nó không có xuất hiện cái ban đỏ hình cánh bướm đó. Thứ hai là người ta tìm thấy cái tế bào Left lên đó, cái tế bào này nó là đặc trưng của bệnh lupus ban đỏ, thì cái này là phòng xét nghiệm người ta tìm cho mình. Thứ ba là kháng thể kháng nhân dương tính với hiệu giá cao đấy, cái này thì cũng là phòng xét nghiệm người ta làm cho mình. À, và người ta thấy là một cái triệu chứng thứ tư nữa là nếu như theo dõi bệnh này lâu ngày à, người ta thấy có biến chứng à, đến nhiều cái nội tạng đó, bệnh là biến chứng đến nhiều cơ quan nội tạng à, thì bệnh lupus ban đỏ vì là cái bệnh hệ thống và nó tổn thương ở trên nhiều cơ quan, do đó đến cuối cùng nếu chúng ta theo dõi lâu ngày chúng ta sẽ thấy nó có biến chứng ở trên nhiều cái tạng khác ở trong cơ cơ thể đó. Ngoài cái tổn thương ở trên khớp ra thì nó còn tổn thương trên nhiều tạng nữa. Đấy. Thì để cho chúng ta sẽ có cái thời gian chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ ghi nhận được những cái đó, rồi chúng ta cho bệnh nhân làm các cái xét nghiệm cần thiết giới thiệu trên này đó, để mà chúng ta khẳng định cái người bệnh đó có phải là bệnh lupus đỏ hay không. Bệnh thứ ba là cái bệnh thoái hóa khớp. Thì hồi sáng chúng ta có học cái bài thoái hóa khớp rồi đó. Thì với cái thoái hóa khớp thì chúng ta đã có những cái đặc điểm của cái bệnh thoái hóa khớp để chúng ta xem là nó có giống với cái bệnh này hay không đó, để chúng ta phân biệt, chúng ta loại trừ nó ra. Ví dụ như ở trong cái thoái hóa khớp thì nó có những cái giai đoạn không ổn định đó, nó có triệu chứng sưng và đau đó. À, trong cái thoái hóa khớp thì nó có những cái giai đoạn nó gần như là không có đau à, tuy nhiên là nó có những cái giai đoạn nó cũng bị sưng và đau nhiều. Ở trong cái viêm khớp dạng thấp thì nó cũng có những cái giai đoạn mà nó đau ít, nhưng mà lâu lâu nó sẽ có một cái đợt cấp đau rất là nhiều, sưng nóng đỏ đau khớp à, thường gặp ở người lớn tuổi, người lao động bằng chân tay lâu ngày. Hai bệnh này đều gặp ở người lớn tuổi hết các em, nhưng mà bệnh thoái hóa khớp thì sẽ gặp ở cái người lớn tuổi nhiều á, người khoảng chừng từ 60 65 tuổi trở lên đúng không. Còn với cái bệnh viêm khớp dạng thấp này, người lớn tuổi là nữ mà lại nó khoảng chừng 30 35 tuổi là hay gặp nhiều hơn. Đó, thoái hóa khớp thì sẽ rơi vào người lớn tuổi, nhưng mà người lớn tuổi là tuổi trên 60 65 tuổi đó. Còn với cái viêm khớp dạng thấp thì ở cái tuổi khoảng chừng tuổi trung niên, khoảng chừng 30 35 tuổi. Rồi nếu mà bệnh thoái hóa khớp thì nó sẽ xảy ra ở những cái khớp mà chịu cái lực nhiều. Ví dụ như người đó phải đi lại nhiều, chạy nhảy nhiều thì cái áp lực ở khớp gối, khớp cổ chân nó chịu lực nhiều, do đó nó bị tổn thương ở những khớp đó, cái nghề nghiệp của họ đó. Ví dụ như họ phải khiêng mang vác vật nặng nhiều thì họ sẽ bị những khớp mà chịu lực nhiều, chẳng hạn như khớp cổ này, khớp đốt sống lưng này, rồi khớp cổ, khớp gối, khớp cổ chân, đó. Những khớp mà chịu áp lực nhiều, trong khi cái bệnh viêm khớp dạng thấp thì nó lại rơi vào những khớp mà không có chịu lực nhiều, chẳng hạn như các khớp ở bàn ngón tay là những khớp nho nhỏ, nó đâu có chịu lực nhiều, thì chúng ta sẽ ghi nhận nó nhiều hơn. À, bệnh thoái hóa khớp thì nó không có tiến triển ha, nó không có dấu cứng khớp buổi sáng đó. Nếu mà có cảm thấy là hơi cứng thì nó chỉ có vài phút thôi, thì đấy là những cái biểu hiện để cho chúng ta
nghĩ đến cái thoái hóa khớp nhiều hơn là cái viêm khớp dạng thấp. Rồi cái hình ảnh X quang thì nó cũng có cái hình ảnh X quang điển hình của cái thoái hóa khớp, phải không? À, với cái X quang của thoái hóa khớp á, thì người ta thấy là nó có cái hiện tượng đậm đặc xương, tức là có cái hiện tượng mà xơ xương dưới sụn đó, đậm đặc xương à, ở cái thoái hóa khớp, và có cái hiện tượng là mòn xương, trong khi cái hình ảnh của cái viêm khớp dạng thấp thì cái hình ảnh X quang của nó là gì, là khe khớp hẹp đó, là cái hiện tượng là dính khớp ha, dính khớp một phần hoặc là biến dạng hoàn toàn vân vân. Đấy là những cái hình ảnh đặc trưng của mỗi mỗi bệnh nó khác nhau. Rồi bệnh thứ tư đó là viêm cứng cột sống. Đó. Viêm cứng cột sống thì nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra chủ yếu là ở nam dưới 30 tuổi, chiếm đến tới 90% thôi các bạn. Đó, viêm viêm dính viêm viêm dính cột sống hay là viêm cứng cột sống đó. Sau cái đợt viêm là cứng luôn, chỉ cần một đợt thôi, thì 90% người ta gặp ở nam dưới 30 tuổi. Nó xảy ra ở đâu? Người ta thấy là thường nó xảy ra ở cột sống, ở háng, ở vai, ở đầu gối. À, và chúng ta sẽ không thấy cái nốt nốt thấp dưới da. Đó, đấy là những cái đặc trưng để chúng ta nghĩ đến nó là bị viêm cứng của cột sống. Rồi còn một cái nữa đó là một cái bệnh nữa đó là viêm đa khớp xảy ra dưới dạng cấp tính. À, họ trong một cái đợt cấp tính nào đó thì nó có viêm đa khớp, chẳng hạn như người ta thấy là có cái bệnh mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt nó đó, chúng ta có thể nhầm lẫn với cái thấp khớp cấp ha. Thấp khớp cấp thì cái thấp khớp cấp này nó không có gây ra tổn thương hư khớp. Viêm đa khớp, viêm khớp dạng thấp thì nó sẽ hư khớp, nó dần dần nó dẫn đến cái khớp nó bị hư. Đó. Còn với cái thấp khớp cấp thì nó không có hư khớp, nhưng mà trong những đợt thấp khớp cấp thì nó hay có cái tổn thương ở cơ cơ tim, nó biến chứng ở van tim đó, do đó nó cũng có nguy hiểm đến chết người, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái thấp khớp cấp nó lại hay xảy ra ở các khớp lớn, à, khớp lớn đó. À, nó có cái tính di động hay còn gọi là di chuyển. Ví dụ như lần này họ xảy ra một cái cơn thấp khớp cấp ở cái khớp gối ở bên phải, lần sau cái họ có thể họ bị ở một cái khớp khác, ví dụ như khớp bên khớp háng khác, hoặc là cái khớp gối bên trái vân vân đó, tức là nó có tính di chuyển chứ nó không có bị ở cái khớp đó nữa. Còn nếu như mà bị viêm khớp dạng thấp thì cái khớp cũ nó sẽ lại tái bị lại đó, nó thường nó hay bị lại ở những cái khớp đã từng bị rồi đó. Còn cái với thấp khớp cấp thì lần này nó làm bị ở khớp này, lần sau nó bị ở khớp khác, do đó người ta hay nói là nó có tính chất di động hay là có tính chất di chuyển. Một cái đặc tính thứ ba của cái thấp khớp cấp thì nó không để lại di chứng, nó chỉ bị thoáng qua ở khớp, cũng sưng nóng đỏ đau khớp như vậy, nhưng mà sau đó là nó hoàn toàn bình bình thường, khớp không có một cái di chứng nào hết. À, cái bệnh này thì lại hay gặp ở ở người trẻ đó, những bạn bạn mà chỉ ở tuổi thiếu niên thôi đó, tức là từ 7 tuổi đến 15 tuổi thôi, và người ta hiếm, rất hiếm gặp trên 30 tuổi, gần như là không có. Do đó chúng ta sẽ để ý cái này có những cái đặc tính như vậy để chúng ta chẩn đoán nó là thấp khớp cấp đó. Như vừa rồi cô có nói là nó thường gây tổn thương khớp, đồng thời là nó gây ra biến chứng ở tim, ở bệnh van tim, và có thể gây tổn thương van tim rất là nặng ha. Rồi chúng ta có năm cái bệnh đó để chúng ta lưu ý, chúng ta chẩn đoán phân biệt. Chúng ta xong cái phần y học hiện đại, bây giờ chúng ta bước vào cái phần y học cổ truyền, thì chúng ta biện chứng luận trị cái gì, biện chứng luận trị về cái bệnh này nó như thế nào. Bây giờ cái bệnh danh của cái bệnh này á, thì cái viêm khớp dạng thấp thì y học cổ truyền gọi cái tên bệnh đó là
họ gọi là chứng tý ha, chứng tý nó nằm trong cái phạm trù hoặc là trong cái phạm vi chứng chứng tý. À, tý là gì? Tý là tê là bít tắc đó. Và khi nó bít tắc thì nó sẽ gây đau nhức mỏi ở phần bao bọc chung quanh cơ thể, cái phần bên ngoài ấy. Cân cơ bì mao, bì mao là da lông đúng không? Cân cơ bên ngoài, bì mao kinh lạc, chứ không phải là ở bên bên trong, không có tổn thương các cái cơ quan nội tạng. Rồi, như vậy thì viêm khớp dạng thấp được y học cổ truyền đề cập đến trong cái phạm trù chứng chứng tý. Chứng tý là chứng tắc, chứng tê đúng không? À, nói về bệnh nguyên, bệnh nguyên thì đã nói cái tức là nguyên nhân gây bệnh á, nguyên nhân gây bệnh người ta thấy là nó có cái yếu tố ngoại nhân, yếu tố nội nhân và một số cái yếu tố thuận lợi đó, cái điều kiện thuận lợi. Bây giờ cái yếu ngoại nhân, ngoại nhân chúng ta học rồi. Ngoại nhân gồm có gì? Lục dâm đúng không? Lục dâm tức là sáu nguyên nhân bên ngoài, bao gồm là phong hàn thử thấp táo hỏa đúng không? À, nhưng mà trong cái chứng tý này, viêm khớp dạng thấp thì ta thấy là nó chỉ có ba cái yếu tố ngoại nhân thôi, đó là phong hàn và thấp. Đây là những cái tà tà khí gây gây bệnh, phong hàn thấp tà ha. Phong tà hàn tà thấp tà là gây gây bệnh. À, về nội nhân, nội nhân thì đang nói rằng là hậu thiên khí huyết suy hư đó, tiên thiên bất túc. À, cái câu này các bạn có thể hiểu là cái gì đó, tức là khi sinh ra thì cũng bình thường phải không, à, nhưng mà sau đó cái cuộc sống của mình á nó khí huyết nó bị suy kém phải không? Cơ thể bị suy nhược, ví dụ như nghèo đói quá độ, bệnh tật nó làm cho người đó bị khí huyết hư đi đó. Hậu thiên khí huyết suy hư, tiên thiên bất túc đó. Sinh ra là cái gì? Sinh ra đã là không có được đầy đủ rồi, nó không có được sung túc, không được đầy đủ, tức là di truyền cha mẹ để lại cho mình nó không có được đầy đủ. À, thì ở đây các cái tà khí này gây ra rối loạn sự vận hành của khí huyết, làm cho khí huyết bế tắc, không có lưu thông được ở trong các cái kinh lạc đó, không điều hòa được mà sinh ra ra bệnh. À, các tà khí này lại bị bế tắc lại, lưu lại ở trong kinh lạc hoặc là trong tạng phủ mà sinh ra ra bệnh. À, điều kiện bắt buộc để phong hàn thấp tà này nó gây được bệnh đó, là cơ thể có cái tình trạng khí huyết bị hư suy đúng không? Khí huyết hư. Như vậy nói tóm lại cái ngoại nhân thì gồm có phong hàn thấp, mà nội nhân thì nó có thể là nó do tiên thiên hoặc là do hậu thiên đó. Thì tất cả những cái này nó đều đưa đến cái tình trạng khí huyết hư đó. Khi khí huyết bị hư rồi thì cái phong hàn thấp tà này nó mới xâm nhập vào được, nó xâm nhập vào và nó làm cho bế tắc các cái kinh lạc đó. Rồi một cái điều kiện thuận lợi mà người ta ghi nhận là nó hay gây ra bệnh đó, là đó là cái cuộc sống đời sống của họ, và họ làm việc ở trong môi trường ẩm thấp này. Đó, ví dụ như trong các cái hầm mỏ sâu phải không, ẩm thấp, rồi hay ngâm tắm thường xuyên ở dưới nước đó, hay ngâm tắm thường xuyên dưới nước. À, tay thường xuyên phải rửa ly rửa chén nhiều ở trong các cái nhà hàng ăn uống phải không, là đưa tay vào trong nước ngâm nước rửa ly rửa chén quá nhiều đó, thường xuyên ở trong trong nước. Rồi cơ thể thì ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, nghèo đói đúng không? Rồi làm việc cực nhọc. Thì ở đây cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi để cho nó góp phần nó gây ra ra bệnh. Rồi, như vậy tóm lại cái theo y học cổ truyền
thì viêm khớp dạng thấp nó được nằm trong cái phạm trù chứng chứng tý. Nguyên nhân bệnh của nó là có thể là do ngoại nhân phong hàm thấp tà nó gây ra, và cái nguyên nhân của nội nhân đó, làm cho khí huyết bị hư suy. Khí huyết hư thì phong hàm thấp nó rất dễ xâm nhập vào và nó làm cho bí bít tắc các cái kinh kinh lạc, nó gây đau. Gây đau thì người ta gọi nó là chứng chứng tý. Thì ngoài hai cái nội nhân và ngoại nhân thì chúng ta thấy là có một số cái điều kiện thuận lợi đó. Và cái chính là cái trong môi trường ẩm ẩm thấp, thường tiếp xúc với lạnh, tiếp xúc với nước. Rồi chúng ta có những cái thể bệnh lâm sàng như thế nào? Các em ơi, có cần nghỉ giải lao một tí không? Hay là học luôn rồi xong sớm nghỉ sớm? Tới 4 giờ nghỉ luôn rồi. Học luôn đến 4 giờ cho các bạn nghỉ ha. Rồi, như vậy thì giờ chúng ta tiếp tục luôn cái phần y học cổ truyền luôn nhé. Trên lâm sàng thì người ta thấy là có mấy cái thể như sau. Thứ nhất là cái chứng tý mà thể phong hàn thấp, rồi chứng tý mà thể phong thấp nhiệt nha, rồi chúng ta có chứng tý mà thể phong hàn thấp can thận hư. Đó, chúng ta có ba cái thể này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từng thể một nhé. Cái thể phong hàn thấp này là cái thể mà chúng ta hay gặp nhất trên lâm sàng. Thường thường đó là vào những cái ngày mà trời lạnh hơn nè, hoặc là trời mưa ẩm nè, thì những người đã vốn có cái bệnh này rồi thì sau những cái ngày đó sáng dậy họ đau lắm, họ đau nhiều hơn, họ cứng khớp nhiều hơn và có khi họ chịu không nổi họ phải đi khám bệnh. Thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố của phong, của hàn, của thấp nó đã xâm nhập vào cơ thể và nó gây đau. Như vậy thì bệnh nhân đã có nền bệnh rồi và khi có cái điều kiện mà phong hàn thấp nó xâm nhập thì bệnh nhân thường hay xuất hiện các cái triệu chứng của nó có cái biểu hiện của phong, của hàn, của thấp. Những cái biểu hiện đó là như thế nào? Biểu hiện là bệnh nhân bị đau nhức nhiều khớp nhỏ đối xứng, tái diễn nhiều lần. Rồi. Thứ hai là sưng và đau tăng khi trời lạnh. Đó. Nếu như mà được chườm nóng thì sẽ giảm đau. Sưng đau tăng khi trời lạnh. Nếu như mà được sưởi ấm, được chườm nóng, rồi ăn thức ăn nóng, uống nước nóng thì bệnh nhân thấy dễ chịu, thấy giảm đau. Còn nếu như lúc đó ai mà cho cái gì mà nó lạnh lạnh vào, bệnh nhân ăn uống cái thức ăn lạnh đó xong rồi bệnh nhân còn đau hơn nữa ha. Đấy. Rồi cái triệu chứng tê cứng khớp về sáng đó, có mạch phù hoãn, đây là cái triệu chứng của thể phong hàn thấp nha. Tức là đau các khớp nhỏ đối xứng, tái diễn nhiều lần, sưng đau đau tăng khi trời lạnh, chườm nóng thì sẽ giảm đau đó. Đau tê cứng khớp về về sáng, có cái mạch phù hoãn, đấy là triệu chứng của phong hàn hàn thấp. Thế thì khi mà bị phong, bị hàn và bị thấp thì người ta dùng cái phép trị gì? Khi mà bị có phong nó xâm nhập thì người ta dùng cái phép trị là khu khu phong. Người ta khu cái phong lại, người ta nhốt cái gió lại nha các bạn. Người ta nhốt cái phong nó lại, khu trú nó lại. Rồi nếu mà bị hàn, bị lạnh xâm nhập vào thì người ta làm gì? Người ta tán cái hàn nó đi, tán hàn nó bằng những cái gì mà thuốc ấm nóng hoặc là họ chườm ấm nóng vân vân, người ta tán cái hàn đi. Rồi nếu mà có cái yếu tố thấp thì người ta làm gì? Người ta trừ thấp đi ha. Đó, trừ thấp đi. Đó. Và đồng thời là người ta luôn luôn nhớ đến cái việc là hoạt huyết, bởi vì sao vừa rồi chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân là luôn luôn là có khí huyết hư. Đó. Khí huyết hư suy thì bây giờ người ta phải có cái hoạt huyết lên,
hoạt huyết lên, hoặc là người ta sẽ bổ huyết nữa. À. Như vậy thì phép trị trong trường hợp này người ta phải khu phong, tán hàn, trừ thấp và hoạt hoạt huyết. À, dùng bài thuốc gì? À, người ta dùng cái phương dược là bài khuyên tí thang. Do cái chứng tí này nó hay rơi vào cái nửa người trên của cơ thể các bạn ơi, rất nhiều người người ta sẽ xuất hiện ở hai bàn tay, người ta là nhiều nhất. À, các cái khớp bàn tay, ngón tay, cổ tay vân vân. Do đó là người ta hay dùng cái bài khuyên tí tí thang. Bài khuyên tí thang thì hồi sáng các bạn có học rồi ở trên cái bài thoái hóa khớp đấy. Nếu mà bị ở nửa người trên thì người ta sử dụng cái bài khuyên tí thang, nó cũng có tác dụng khu phong, tán hàn, trừ thấp đấy và hoạt huyết. Thì với cái bài khuyên tí thang này chúng ta có các vị thuốc như là khương hoạt, phòng phong, gừng, thì nó có tác dụng là khu phong, tán hàn. Ở đây gừng nó có tác dụng tán hàn ha các bạn, còn khương hoạt và phòng phong là khu khu phong, gừng thì tán hàn. Rồi chúng ta có bạch thược, có huỳnh kỳ, có đương quy là các cái vị thuốc bổ khí khí huyết. Bạch thược, huỳnh kỳ, đương quy bổ khí huyết. Rồi chúng ta có khương hoàng, có trích thảo, có táo thì nó có tác dụng hoạt huyết. À, hoạt huyết nó giảm đau luôn. Ở đây các bạn thấy khương hoàng là gì? Các bạn nào biết khương hoàng chưa? Khương hoàng là cái vị củ nghệ đó. À, nghệ, nhưng mà cái nghệ này là cái củ, mà củ cái phần củ chính nha. Còn những cái phần củ củ chính đó, cái thân chính được gọi là khương hoàng. Còn cái mà những cái củ nhỏ 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 mà bám ở bên ngoài nó, chung quanh nó đó, thì người ta gọi đó là uất kim, là nghệ vàng á, uất kim. Cái khương hoàng này nó có tác dụng hoạt huyết mạnh lắm các bạn ha. Khương hoàng có tác dụng hoạt huyết mạnh, còn uất kim thì nó không có tác, nó tác dụng hoạt huyết yếu thôi. Cam thảo, chích mật phải không? Rồi nó có đại táo. Rồi ngoài cái bài khuyên tí thang này ra, người ta còn có sử dụng cái bài phòng phong thang. Bài phòng phong thang này của Lưu Hà Giang. Lưu Hà Giang. À, nhưng mà cô thấy là các bạn sử dụng cái bài khuyên tí thang nó cũng rất hiệu quả các bạn ạ. À, bài khuyên tí thang hiệu quả lắm. Rồi chúng ta sang một cái thể phong thấp nhiệt. Thể phong thấp nhiệt thì ở đây chúng ta thấy là nó có phong nè, có thấp nè và có nhiệt, đúng không? Thế thì nếu mà nói đến nhiệt, nói đến nhiệt các bạn hãy nhớ nha. Nếu mà triệu chứng nhiệt ở trên người á thì không phải chỉ có triệu chứng mà bệnh nhân cảm thấy nóng trong người đâu, mà thường thường triệu chứng nhiệt này để các bạn chẩn đoán chắc chắn đó, đó là cái triệu chứng ví dụ như là sốt mà. À, các khớp á, thì nó sưng nóng đỏ đau lên thì nó là biểu hiện của cái nhiệt đó. Do đó các bạn nếu mà gặp cái triệu chứng này các bạn chẩn đoán là nhiệt là nó sẽ đúng nha. À, thế thì triệu chứng nó bao gồm cái gì? Là dáng người mệt mỏi nè, toàn thân mệt mỏi ha. Ít vận động, thần sắc thì còn tỉnh táo, rêu lưỡi vàng vàng mỏng. Rồi cái biểu hiện đây cô có làm đậm nó lên để cho các bạn lưu ý, nó sưng nóng đỏ đau tại các khớp nhỏ và vừa đối xứng hai hai bên đó. Khi mà chúng ta thấy khớp mà sưng nóng đỏ đau thì chắc chắn cái thể đó là thể nhiệt rồi nha. Thứ ba là tê mỏi cứng khớp về buổi sáng. Đó, có thể có nóng sốt do cái khớp này nó viêm, nó sưng nóng đỏ đau thì có thể trong người sẽ bị sốt. Rồi người thì nặng nề, tay chân thì khó cử động phải không? Sờ khớp thì nóng. Và khi cái khớp mà đang viêm như vậy thì chắc chắn các bạn ấn thì sẽ phải phải đau rồi, đụng chạm vào bệnh nhân sẽ rất đau phải không? Khớp đang viêm, đang sưng nóng đỏ đau thì ấn đau, cự cự ám.
mạch hoặc sát, mạch sẽ đi nhanh do bệnh nhân có cái tình trạng là viêm sốt, phải không? Mạch sẽ đi đi nhanh. Chúng ta thấy là có các cái triệu chứng như vậy thì chúng ta chẩn đoán nó là cái thể phong thấp nhiệt. Thế thì nếu mà có phong thì chúng ta cũng phải khu khu phong, phải không? Chúng ta có thấp thì chúng ta cũng phải trừ thấp. Và nếu có nhiệt thì chúng ta phải thanh thanh nhiệt, đúng chưa? Đó. Như vậy thì phép trị trong cái trường hợp cái thể này thể phong thấp nhiệt thì chúng ta sử dụng cái phép trị là khu phong, thanh nhiệt, trừ thấp, và đồng thời chúng ta có cái hoạt huyết để mà chúng ta trấn thống. Trấn thống tức là chúng ta trị cái đau đó. Chúng ta trị cái đau, làm cho đau nó giảm đi đó. Trấn nó cho nó tiêu đi ha, cho nó mất đi đó. Như vậy thì phép trị ở đây là khu phong, thanh nhiệt, trừ thấp, rồi hoạt huyết, trấn thống, làm cho nó giảm giảm đau. Phương dược á, là chúng ta sử dụng cái thuốc, dùng cái bài quế chi thược dược chi mẫu thang, quế chi thược dược chi mẫu thang. Chúng ta có là quế chi chúng ta có thể dùng từ 8 cho đến 12 2 gam. Thược dược ở đây chính là cái bạch thược 12 gam, chi mẫu 12 gam. Em thấy cái bài thuốc này nó là quế chi thược dược chi mẫu thang, thì ở đây ba vị chủ trong bài thuốc này chính là quế chi, bạch thược, chi mẫu, đúng không? Đó, ba cái vị thuốc chính. Rồi chúng ta trừ thấp thì chúng ta có bạch chuột ha. Phòng phong thì chúng ta có khu phong bằng bằng phòng phong. Bạch chuột thì chúng ta trừ trừ thấp. Rồi chúng ta có cam thảo để nó điều hòa các vị thuốc ha, nó làm hòa vị các đây, trong cái bài thuốc. Chúng ta có ma hoàng, có kim ngân hoa, có liên kiều. Ở trong này á thì ma hoàng, kim ngân hoa, liên kiều. Kim ngân hoa và liên kiều nó có tác dụng thanh thanh nhiệt. Cái này á, nếu mà nói về Tây y người ta có thể hiểu được cái kim ngân hoa và liên kiều chính là cái kháng sinh của Tây y. Nó có thể làm cho chống cái tình trạng nhiễm trùng. Kim ngân hoa và liên kiều có tác dụng thanh thanh nhiệt. Như vậy trong cái bài thuốc này chúng ta thấy rõ rồi ha. Nó có tác dụng khu phong này, có thanh nhiệt này, có trừ thấp này, có cái hoạt huyết chấn thống. Đó là bài quế chi thược dược chi mẫu thang. Đồng thời cô giới thiệu với các em thêm cái bài thuốc bạch hổ thang nữa. Bài bạch hổ thang thì nó là cái bài này nó làm mát nhiều, nó có khả năng làm mát nhiều, do lúc này bệnh nhân sao, bệnh nhân bị sốt nè. Bị sốt các khớp sưng nóng đỏ đau, do đó người ta cái tác dụng thanh nhiệt nó sẽ nhiều một chút. Thì sử dụng thạch cao, là một cái thuốc hạ nhiệt ha các bạn, nó hạ nhiệt không thua gì cái paracetamol của Tây y đâu. Đó, thạch cao 20 g để có tác dụng hạ sốt nè, thanh nhiệt. Rồi có kim ngân hoa, hoàng bá và chi mẫu, cái này là nó thanh nhiệt nha, thanh nhiệt và có thanh nhiệt lương lương huyết, mát huyết, là làm mát ở đây. Nó có tác dụng giống như là một cái kháng sinh vậy ha. Kháng sinh, kháng viêm. Rồi chúng ta có phòng phong và phòng kỷ thì nó khu khu phong. Có thương trọt, nó là tác dụng trừ trừ thấp. Như vậy đây chúng ta có cái bài bạch hổ thang, nó rất là gần gũi để mà điều trị cái thể thể nhiệt. Cô giới thiệu thêm với các em. Ngoài ra là Bộ Y tế có phổ biến một cái bài thuốc nam, có cái tên là bài thấp khớp, đúng không? Và chúng ta có thể gia vị thêm. Thì khu phong người ta sử dụng là mắc cỡ, lá lốt, cây mắc cỡ hay còn gọi là cây trinh nữ, cỏ trinh nữ các bạn hả? Các bạn đụng vô cái lá của nó thấy cái lá nó khép lại, nó có tên là mắc cỡ. Rồi lá lốt là một cái ở Việt Nam chúng ta nó mọc hoang rất là nhiều, ra chợ mua cũng nhiều, dễ kiếm, đúng không? Lá lốt có tác dụng khu phong.
À, kế tiếp để tác dụng tán hàn thì người ta dùng quế chi, dùng thiên niên kiện, quế chi thiên niên kiện tán hàn. Rồi để tác dụng trừ thấp thì người ta dùng cỏ xước thổ phục linh. À, để có tác dụng thanh nhiệt thì người ta dùng xài đất. Bởi vì kim ngân hoa không phải lúc nào chúng ta cũng kiếm được, chúng ta phải vào những cái nhà thuốc, người ta bốc thuốc bắc mới có cái kim ngân hoa, phải không? Nhưng mà nếu như chúng ta ở dân gian á, thì xài đất này rất dễ nhiều, rất dễ kiếm ha? Ở trong các nhà thuốc nam người ta nhiều lắm. Xài đất nó cũng có tác dụng thanh nhiệt, nó cũng hơn kém một chút so với lại kim ngân hoa, cũng khá tốt. Rồi để làm cho nó lương huyết, nó mát huyết, do bệnh nhân bị sốt nhiều nè, khớp bị sưng nóng đỏ đau nè, thì người ta có thể sử dụng cái hào thủ ô và sinh địa, nó có tác dụng là lương huyết, bổ huyết luôn nhé. Như vậy là cô giới thiệu thêm cái bài bạch hổ thang, để nếu như chúng ta có thể sử dụng cái bài bạch hổ thang này cũng được. Còn bài thuốc nam này các bạn cũng, nếu mà ở địa phương mà có cái tủ thuốc nam hay là có ai làm thuốc nam, chúng ta sang chúng ta xin cũng được ha. Thì nó cũng có thể nó dùng cái bài thuốc này cũng điều trị được. Đó là thể thể nhiệt, phong thấp nhiệt nhé. Bây giờ chúng ta sang cái chứng tý mà thể phong hàn thấp, có can thận hư. Đó. Thể phong hàn thấp ở bên trên chúng ta học rồi đúng không? À, có phong nè, có hàn nè, hàn là lạnh nè, có thấp. Đó. À, khi trời lạnh, khi trời ẩm thấp, đó, thì bệnh nhân xuất hiện cái đau nhiều. Ở đây nó có thêm cái can thận hư là vì sao? Ở đây muốn nói lên là cái thể ca phong hàn thấp nhưng mà ở trên một cái nền can thận hư, tức là xương khớp đã bị hư hỏng nhiều rồi đó. À, can thì huyết ở can nó sẽ nuôi dưỡng cái thận. Rồi can thận hư thì xương khớp nó sẽ bị hư hư hỏng đó. Thận thì chủ về cốt cốt tủy, do đó là xương khớp sẽ bị đau nhức ha. Biến dạng khớp thì với những người mà bị bệnh lâu ngày rồi, các khớp nó bị hư rất là nhiều, nó bị biến dạng khớp nhiều, thì đó là có thêm cái can thận hư nữa các bạn đó. Vừa bị phong hàn thấp mà ở trên một cái nền can thận hư đó. À, tức là người bệnh này đã bị hư các khớp rất là nhiều, biến dạng khớp nhiều, gần như là họ tàn phế, họ không có lao động được đâu, họ chỉ còn có một số cái sinh hoạt thường ngày của họ thôi. Thế thì cái triệu chứng ở đây nó nổi bật lên cái gì? Là bệnh này nó tái diễn nhiều năm. Các bạn nhớ ha, nó tái diễn nhiều năm, nó cũng sưng đau nhiều khớp nhỏ đối xứng, nó cũng tê cứng khớp, nó cũng đau tăng về sáng sớm lúc trời lạnh, chườm nóng thấy dễ chịu. Đó. Mặt trầm hoãn, lưỡi bệ, rêu dày. Đó. Và các bạn nhớ chú ý cho là trong cái thể phong hàn thấp can thận hư này, cái chứng trạng đầu tiên này, cái chứng mà bệnh tái diễn nhiều năm này là cái triệu chứng mà điển hình của cái phong hàn thấp can thận hư. Bởi vì khi tái diễn nhiều năm thì sao? Các khớp nó đã biến dạng. Nó ẩn cho chúng ta biết rằng là người này đã có can thận hư rồi. Thế thì chúng ta phép trị là gì? Cũng giống như bên trên, với cái thể mà phong hàn thấp thì chúng ta cũng phải khu phong tán hàn trừ thấp, đúng không các bạn hả? À, cũng phải khu phong tán hàn trừ thấp. Và với can thận hư, trên cái nền can thận hư thì chúng ta phải bổ can thận, bổ khí huyết, đúng không? Phép trị là khu phong tán hàn trừ thấp, rồi bổ can thận, bổ khí huyết. Chúng ta thấy là phép trị này nó phải phù hợp với cái thể bệnh này, đúng không? Người bệnh có cái thể này thì chúng ta phải sử dụng cái phép trị cho nó phù hợp thì nó mới trị được cái bệnh. Rồi, để dùng cái phép khu phong tán hàn trừ thấp, bổ can thận, bổ khí huyết thì chúng ta dùng bài thuốc nào? Chúng ta dùng cái bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh gia giảm. Thì bài độc hoạt tăng ký sinh gia giảm này hồi sáng cô có nói rồi, có nói rồi. À,
độc hoạt, tăng ký sinh, phòng phong. Ba cái vị thuốc này nó có tác dụng khu phong này. Rồi tế tân, quế chi, tầm giao thì nó có tán hàn. Trong đó quế chi thì nó có thông kinh lạc nữa các bạn. Nó có thông kinh nữa này. Đó. Tế tân, tầm giao và quế chi nó tán hàn, nó thông kinh và nó có giảm đau nữa. Tế tân này sẽ làm giúp cho giảm đau. Đương quy sinh thị, bạch đương quy sinh địa, bạch thược và đẳng sâm, thì cái này nó là bổ khí khí huyết. Rồi đỗ trọng, phục linh, ngưu tất thì nó có tác dụng là hoạt huyết và trừ thấp, hoạt huyết và trừ trừ thấp. Phục linh trong này cái vị phục linh là cái vị trừ thấp nhiều nhiều nhất. Rồi chúng ta có cái vị cam thảo để điều hòa các vị thuốc. Như vậy các bạn nhớ là hồi, hồi sớm cô có phân tích về cái bài độc hoạt tăng ký sinh này rồi đúng không? Bài độc hoạt tăng ký sinh nó về cơ bản nếu chúng ta phân tích ra chúng ta thấy nó có hai phần riêng biệt. Một phần là dùng để tả, tức là dùng để khu phong tán hàn trừ thấp, và một phần là để cho nó bồi bổ can thận, bồi bổ khí huyết, nó để bổ khí và bổ bổ huyết. Thì những cái vị thuốc độc hoạt tăng ký sinh nè, phòng phong, tế tân, quế chi, tần giao thì đây là những cái vị thuốc, rồi đỗ trọng, ngưu tất nữa, thì nó cái cơ bản của nó là khu phong tán hàn trừ thấp, rồi thông kinh lạc giảm đau ha. Rồi chúng ta có các cái vị thuốc đương quy sinh địa, bạch thược, đẳng sâm, cam thảo, đây là những cái vị thuốc mà nó nằm ở trong cái bài bát chân đúng không? Bài tứ quân thì bổ khí, bài tứ vật thì bổ bổ huyết, nhưng mà người ta bỏ bớt một vài vị đi, ví dụ như đây người ta bỏ cái xuyên khung, bỏ bạch trọc đi. Đó, như vậy thì nó còn lại những cái vị thuốc này nó cũng có tác dụng bổ khí khí huyết. Vậy là cái bài thuốc này nó có bao gồm hai phần, một phần là khu phong tán hàn trừ thấp, thông kinh lạc giảm đau, phần thứ hai nó là bồi bổ khí huyết. Như vậy là nó có đáp ứng được đầy đủ với cái chứng này rồi phải không các bạn? Đó, cái chứng này nó là phong hàn thấp, có can thận hư, thì chúng ta đã đáp ứng được đủ cho cái bài thuốc này. Rồi chúng ta châm cứu và chúng ta cũng có thể là dưỡng sinh không? Châm cứu thì để khu phong thì chúng ta dùng cái phong thị phong long, để hoạt huyết thông kinh lạc thì chúng ta có huyết hải dương lân tuyền, và người ta cũng châm ở tại chỗ nữa các bạn ha. Ví dụ như cái vùng nào đau nhiều thì họ châm cái vùng đấy không? Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái khớp nào nó đang bị đau nhiều thì chúng ta có thể châm các huyệt lân cận cái khớp đấy đó, gọi là các huyệt tại chỗ đó. Còn các huyệt có tác dụng toàn thân, có tác dụng để mà khu phong, để mà hoạt huyết thì chúng ta sử dụng các cái này đó. Rồi chúng ta sang cái phần dưỡng sinh xoa bóp rồi. Dưỡng sinh xoa bóp thì cần lưu ý các bạn cái gì? Khi mà cái khớp nó đang sưng nóng đỏ đau, tức là ở trong cái thể phong thấp nhiệt đấy, phải không? Với cái thể phong thấp nhiệt thì khớp đang sưng nóng đỏ đau thì các bạn không có châm vào cái khớp bị sưng nóng đỏ đau nhá, không châm vào cái khớp bị sưng nóng đỏ đau, và cũng không có xoa bóp mạnh cái khớp đó nữa. Các bạn đục nhẹ vô bệnh nhân rất đau chịu không nổi, nhớ cho cô nha. Khi mà cái hiện tượng viêm nó giảm nhiều rồi, nó chỉ còn hơi hơi thôi, thì chúng ta có thể xoa một chút nhẹ nhàng, xoa từ xa đến gần đó. Nhớ đừng có đưa cái tay mình ngay vào cái khớp viêm của bệnh nhân xong rồi xoay xoa mạnh rồi cử động cái khớp đó, bệnh nhân không có chịu nổi xỉu ra đó là lại phải đi cấp cứu đấy nha. Nhớ cho cô với cái việc đó, khi khớp đang sưng nóng đỏ đau có nghĩa là đang bị viêm cấp thì không có châm cứu vào đó là một, không có được xoa bóp là hai, không có được vận động cái khớp đó là ba.
chúng phải để chúng ta phải để cho cái khớp đó nó được nghỉ ngơi, được bất động nhá. Sau vài ngày cái khớp nó giảm viêm rồi, giảm sưng nóng đỡ đau rồi, chúng ta mới bắt đầu chúng ta vận động nhẹ nhàng từ từ để cho nó chống cứng khớp. Rồi tập luyện các động tác chống sơ cứng khớp, tùy theo cái khớp nó bị tổn thương là khớp nào thì chúng ta sẽ tập các cái động tác chống sơ cứng khớp đó. Ở trong cái bài mà thấp thoái hóa khớp, chúng ta có những cái từng vùng một, từng cái khớp một, thì chúng ta xem theo đó mà chúng ta tập cũng được, tập các cái động tác ở cái vùng đó. Rồi chúng ta xoa bóp nhẹ nhàng, làm các cái thủ thuật nhẹ nhàng để giúp tăng cường tuần hoàn đến cái các khớp. Đó, như vậy đây là những cái phần mà liên quan đến cái thấp khớp cấp nha. Viêm đa khớp dạng thấp, các bạn để ý những cái ý chính trong cái bài này. Rồi, chúng ta cũng đã xong bài, cô ôn lại và nhắc lại những cái ý chính. Trong đây cũng có một số bạn hồi nãy cũng vào trễ cho nên là có lẽ không có được nghe kỹ những cái phần trên này, phải không? Thì cô tổng hợp lại, cô nói tóm gọn lại để cho các bạn nắm được ha. Đó. Viêm khớp dạng thấp thì nó là bệnh hệ thống. Đó. Nguyên nhân cơ chế thì nó cũng chưa rõ ràng, đó, chưa có được giải thích một cách chính xác, chỉ có ghi nhận được một số cái chung chung thôi ha. Thế thì thường gặp ở nữ nhiều hơn hơn nam. Và xuất hiện ở cái tuổi trung trung niên từ 30 tuổi trở lên. Nguyên nhân thì người ta cũng chưa có biết một cách chắc chắn, nhưng mà người ta có ghi nhận một số cái yếu tố, không? Một cái yếu tố về cái kháng nguyên kháng thể. Mà kháng nguyên kháng thể này là ở đâu? Thường thường là do cái vi khuẩn, virus nó tác động vào cơ thể, rồi nó đưa một số cái kháng thể vào, một cái kháng nguyên vào, rồi cơ thể sẽ có một cái kháng thể để mà chống lại cái kháng nguyên đó. Rồi cuối cùng là những cái kháng thể này nó lại tự chống nhau, ha, tự chống nhau, rồi nó tạo thành những cái phức hợp, đó, phức hợp kháng thể, rồi nó bám vào các cái màng hoạt dịch của các khớp, cuối cùng thì nó xảy ra cái hiện tượng thực bào ở ngay cái vùng khớp đó, làm cho cái khớp đó bị viêm hỏng hư các cái màng hoạt dịch, đó, rồi xương bị các cái bề mặt của khớp á, xương sẽ bị biến dạng đi ha, bị hẹp, bị dính khớp lại luôn, làm cuối cùng kéo dài thì bệnh nhân bị biến dạng các cái khớp. Chẩn đoán thì các bạn lưu ý cho cô một số cái triệu chứng tại khớp, nó có một cái đặc trưng riêng ha. Đó. Ví dụ như ở cái thoái hóa khớp thì cái khớp nó đau, phải không? Khớp nó đau ở những cái khớp mà chịu lực nhiều. Những khớp mà bị cái làm công việc nhiều ở cái khớp đó, và nó có cái tính chất là nó đau, và khi có cái tính chất cơ học nó đau khi mà có cử động, đúng không? Còn viêm khớp dạng thấp thì chúng ta thấy cái triệu chứng đầu tiên và thường gặp nhất đó là cái triệu chứng cứng khớp buổi sáng. Sáng ngủ dậy các cái khớp rất là khó mà cử động được, cầm nắm rất là khó khăn, đau nha. Trong ngày, đặc biệt là với giai đoạn đầu á, trong ngày thì các triệu chứng gần như nó mất hết, nó hoàn toàn nó gần như các cái khớp người ta làm việc bình thường không có gì cả. Đến đêm ngủ sáng thức dậy thì các khớp nó sẽ rất là khó khăn. Thời gian đầu thì thời gian cứng khớp nó ngắn, nhưng mà về sau này á thì cái thời gian cứng khớp nó càng kéo dài. Và người ta hay lấy cái mốc là cứng khớp buổi sáng trên 1 giờ đó, sau 1 tiếng đồng hồ các khớp nó mới mềm mại lại, nó mới hết đau đó. Rồi trên một cái nền
thấp khớp cấp ở trên trên một cái nền viêm khớp dạng thấp, thì lâu lâu nó có một cái đợt bị viêm khớp cấp, cái khớp nó sẽ bị viêm viêm cấp tính như vậy á, thì nó khớp nó sẽ bị sưng nóng đỏ đau, khớp sưng nóng đỏ đau rất đau các bạn, sưng to, sờ vào thấy nóng thấy đỏ. Đó, bệnh nhân chúng ta chạm vào bệnh nhân đau lắm, nhưng chịu không được. Đó là những cái đợt cấp ha. Rồi đặc biệt của cái bệnh này thì người ta gặp cái hạt dưới da, hay còn gọi là các cái nốt thấp, các cái hạt thấp à, những cái hạt này nó rất đặc biệt là nó không đau, nó chỉ nhỏ khoảng bằng cái đầu đũa thôi đó. Nó không có đau, chúng ta sờ chúng ta thấy nó cứng chắc và nó không có di động, nó dính vào cái nền xương ở bên dưới ha. Và thường gặp nhất là ở xương chày và xương trụ, chân thì có xương chày và ở tay có xương trụ. À, khi mà bệnh đã bị lâu năm rồi thì chúng ta thấy có các cái di chứng như biến dạng khớp này, cứng khớp này. Rồi các cái triệu chứng cận lâm sàng thì chúng ta không không cần nói nhiều nữa, bởi vì là nếu như chúng ta có điều kiện mà để mà làm các cái xét nghiệm này á, thì nó có giá trị ha. Hình ảnh X-quang thì chú ý là có cái hình ảnh bị hẹp khe khớp, bị khuyết xương, bị dính khớp. Rồi để chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp thì người ta dựa vào, thứ nhất dựa vào cái hội thấp khớp Hoa Kỳ thì năm 1987 để chẩn đoán viêm khớp dạng thấp thì phải có trên hoặc bằng 4 tiêu chuẩn trở lên. Họ đưa ra 7 tiêu chuẩn nhưng mà phải có từ 4 tiêu chuẩn trở lên thì được chẩn đoán xác xác định. Đó, 7 cái tiêu chuẩn đó cô có nói hồi nãy rồi và có trong bài hết rồi. Bạn xem để chẩn đoán theo với Bộ Y tế Việt Nam thì năm 1995 thì họ cũng đưa ra có 2 tiêu chuẩn chính, có 3 tiêu chuẩn phụ, phải không? Và để chẩn đoán xác định thì người ta yêu cầu phải có ít nhất là một tiêu chuẩn chính bắt buộc phải có nha, và một trong 3 tiêu chuẩn phụ. Đó, một trong 3 tiêu chuẩn phụ thì như vậy là chúng ta có đủ điều kiện để chẩn đoán cái viêm khớp dạng thấp rồi theo theo Việt Nam. Ngoài ra thì cô cũng có đưa cho các bạn một cái theo ở cái tuyến cơ sở đó, ở tuyến cơ sở nếu như mà không có các cái điều kiện xét nghiệm các này nọ thì người ta cũng căn cứ vào bốn cái đặc điểm thì người ta cũng có thể người ta chẩn đoán được bốn cái triệu chứng đó là gì, là phụ nữ trên 30 tuổi, từ 30 đến 50 ha. Rồi bị viêm nhiều khớp nhỏ, các khớp này nó xa gốc chi, nó là những khớp nhỏ. Các khớp này nó viêm như thế nào, nó khởi đầu từ từ rồi tiến triển ít nhất là phải 6 tuần rồi ha, 6 tuần. Và cuối cùng thứ tư là cái đặc điểm là đau trội về ban đêm khi trời sáng, khi trời lạnh đó, đau trội về ban đêm đó, khi trời lạnh và vào buổi sáng thì sẽ có cái hiện tượng cứng cứng khớp. Như vậy với bốn cái đặc điểm này, bốn cái triệu chứng này thì ở cái tuyến cơ sở chúng ta cũng có đủ điều kiện để chúng ta chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Rồi chúng ta sẽ phân biệt với một số các bệnh. Đó, bệnh hội chứng Reiter, viêm khớp, viêm đa khớp trong bệnh lupus ban đỏ. Đó, rồi chúng ta phải phân biệt với cái thoái hóa khớp, chúng ta phải phân biệt với cái viêm cứng cột sống, rồi chúng ta phải phân biệt với bệnh viêm đa khớp mà xảy ra dưới dạng cấp tính. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta chẩn đoán cần phải phân phân biệt để mà không có chẩn đoán nhầm lẫn ha. Về y học cổ truyền thì cái viêm khớp dạng thấp nó được đề cập đến cái phạm trù chứng tý, chứng tý là chứng đau, các cái đau thì hay gọi là chứng tý, nó bị tê, bị bít, bị tắc,
thường thường nó bí tắc cái ở cái kinh kinh lạc, ở bì mao kinh cơ. À, nguyên nhân thì ở ngoại nhân người ta thấy là nó có phong hàn thấp, đúng không? Chúng ta có cái lục dâm là phong hàn thử thấp táo hỏa, nhưng mà với cái bệnh này thì nó chỉ có ba yếu tố thôi là phong hàn và thấp tà nó gây ra. Đó. À, nội nhân thì nói tóm lại nội nhân là khí huyết hư. À, khi cơ thể có cái khí huyết hư thì các cái phong hàn thấp tà này nó mới xâm nhập được. Rồi một số cái yếu tố thuận lợi đó, sống ở trong cái môi trường làm việc nó ẩm thấp, tiếp xúc với nước với lạnh thường xuyên, đúng không? Rồi. Rồi chúng ta có các cái thể bệnh lâm sàng, đó là thể phong hàn thấp. À, với phong hàn thấp thì chúng ta thấy là các cái đặc đặc tính của phong hàn thấp là gì? Là khi mà trời lạnh thì sẽ đau đau tay. Như vậy thì nó cũng có các cái triệu chứng như là đau nhiều khớp đối xứng vân vân ha, tái diễn nhiều năm nhiều tháng nhiều lần. Rồi đặc biệt của nó là sưng và đau khi trời trời lạnh, trường nóng thì giảm đau. Thì với cái thể phong hàn thấp thì phép trị là khu phong tán hàn trừ trừ thấp, và thường là người ta để cho nó có hiệu quả cao thì người ta luôn luôn là có thêm cái hoạt huyết nữa, bởi vì chúng ta thấy là có cái khí huyết hư, đúng không? Khí huyết hư có cái sự bế tắc đó, chứng tý có cái sự bế tắc kinh lạc, do đó người ta hoạt huyết lên để cho nó lưu thông khí huyết nhiều hơn, nuôi dưỡng khớp nhiều hơn. Thì sử dụng bài thuốc là khuyên tí thang nhé. Có thể sử dụng bài phòng phong thang của ông Lưu Hà Giang. Rồi thể thứ hai chúng ta gặp là thể phong thấp nhiệt. Phong thấp nhiệt thì với thể này các bạn chỉ chú ý cho tôi một cái triệu chứng quan trọng nhất, đó là tại khớp sẽ có cái hiện tượng sưng nóng đỏ đau, đúng không? Khớp sưng nóng đỏ đau đó là biểu hiện của cái nhiệt. Bệnh nhân có thể có sốt, sốt nhẹ hoặc có khi không sốt, đúng không? Rồi với cái phong thấp nhiệt thì chúng ta phải khu phong thanh nhiệt trừ thấp, đúng không? Khu phong thanh nhiệt trừ thấp. Rồi chúng ta cũng phải có hoạt huyết để chấn thống, tức là để làm giảm giảm đau, tại bởi bởi vì khi mà nhiệt á, khi mà ở cái thể nhiệt thì cái khớp đang rất là đau đó, do đó chúng ta có cái chấn thống này, hoạt huyết để mà chấn chấn thống. Chúng ta sử dụng bài quế chi thược dược chi mẫu thang. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cái bài bạch hổ thang. Bài bạch hổ thang thì với cái bài bạch hổ thang thì nó kháng viêm, nó hạ nhiệt nhiều hơn cái bài kia. Rồi chúng ta còn có một bài thuốc nam nữa, đó là bài thấp khớp gia vị. Bài này rất là dễ kiếm, thuốc ở khắp nơi chúng ta đều có hết, chúng ta đến các nhà thuốc nam là ở đâu cũng có. Cuối cùng chúng ta có cái viêm khớp dạng thấp chứng tý mà cái thể phong hàn thấp can thận hư, đúng không? Và thể phong hàn thấp mà có cái can thận hư có nghĩa là bệnh đã lâu năm tái diễn nhiều năm rồi, các cái khớp nó đã bị biến dạng nhiều rồi. À, bàn tay của bệnh nhân có thể gọi là bị tàn phế rồi, không có cầm nắm được ha. Đó. À, không lao động được, chỉ còn một số cái sinh hoạt nho nhỏ thôi ha. Đó. Các khớp nó đã hư nhiều thì nó là can thận hư. À, thể phong hàn thấp can thận hư thì chúng ta phải sử dụng cái pháp điều trị, đó là khu phong tán hàn trừ thấp, bổ can thận bổ khí huyết. Các bạn nhớ nha, khi có can thận hư phải bổ can thận bổ khí huyết. À, và chúng ta sử dụng cái bài gì, bài thuốc đó là độc hoạt tan ký sinh. Bài này nó có cái tác dụng, cô đã ghi ở đây rồi, có khu phong bằng độc hoạt tăng ký sinh phòng phong ha, có tán hàn bằng tế tân quế chi tần giao ha, rồi có trừ thấp hoạt huyết bằng đỗ trọng phục linh ngưu tất, rồi có bổ khí huyết bằng đương quy sinh địa bạch thược đẳng sâm cam thảo, có điều hòa các vị thuốc trong cái bài thuốc ha. Như vậy thì với cái thể này
Các em chỉ có lưu ý cho cô mấy việc thôi, là với cái thể phong hàn thấp, can thận hư, thì bệnh nhân đã bị nhiều năm rồi, lâu năm rồi, các cái khớp nó đã bị hư hại rất là nhiều rồi. Chúng ta phải lưu ý là phải bổ can thận, bổ khí huyết nhiều cho bệnh bệnh nhân. Châm cứu, dưỡng sinh, xoa bóp thì các bạn chỉ cần lưu ý cho cô khi mà khớp mà có ở thể nhiệt đang sưng nóng đỏ đau thì lưu ý là không có châm vào ngay cái vùng bị viêm ha. Không xoa bóp và cũng không có vận động cử động cái khớp bị viêm. Khớp đang viêm cấp thì chúng ta phải để yên bất động, và khi vài ngày sau nó đã bớt thì chúng ta phải vận động sớm, xoa bóp nhẹ nhàng để chống cứng cứng khớp. Rồi như vậy là cô tóm lại tổng hợp lại cái bài từ chiều đến giờ chúng ta học rồi. Các bạn ơi, bài có dễ hiểu không? Có nắm được không? Được cô ơi, Tôi hiểu cô ơi. Được hả? Vậy là cô Dạ. dạy với tốc độ là các bạn tiếp thu được ha, nắm được ha. Dạ Có gì dạ. không hiểu các bạn, bây giờ hiện tại là cô đã vào Zalo với lớp mình rồi đó. Dạ Hai lớp, cả lớp 4, lớp 5 luôn. Các bạn học mà nếu thấy có cái gì nó không không ổn, không có rõ ràng, nó cần giải thích thêm á, các em cứ nhắn vào Zalo rồi gửi đến cho cô, được không? dạ được. Rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục học nữa nha. Được rồi. Mấy giờ Ơi cô? gì vậy? Sáng mai cũng 8 giờ chúng ta bắt đầu đi. Khoảng Dạ. 8 giờ thiếu 15 20 gì là cô mở lớp rồi các bạn bắt đầu các bạn vào lớp ha. Đến đúng Dạ. 8 giờ cô giảng luôn, vô bài giảng nha. Và các bạn cũng Dạ. cố gắng là như thế này. Giờ là cô cũng đã để cho các bạn thoải mái, để cho các bạn có muộn có trễ gì cũng ráng sắp xếp đến 8 giờ chúng ta vào lớp luôn đi. Nghe thiếu cái khúc đầu nó cũng khó chịu lắm đúng không? Tại vì cái phần đầu là cái phần mà mình giới thiệu cái tổng quan của cái bài đúng không? Không nghe được nó cũng uổng. Thứ hai nữa, khi mà vào ra trong lớp á, cái cô đang giảng cô cũng hay bị ngắt đoạn. Các bạn cố gắng là trước 8 giờ các bạn vào hết đi. À, chúng ta Dạ. học cái Ngày lớp chữ ngày nhật. mai ngày mai Ừ. thì mình học có thể đúng giờ đó cô ơi, tại cô thông cảm, tại vì tụi em cũng dính một số giáo viên đó cô, Ờ, một sao số vậy? giáo viên đó. Dạ, số giáo viên thì sáng cũng phải dạy đó cô. Tức là các bạn trong lớp học mình đó là còn là giáo viên thứ bảy cũng vẫn phải đi dạy phải không, vẫn phải đi làm phải không? dạ dạ Ngày chủ dạ nhật thì hầu như là các bạn sẽ vào dạ đầy đủ hơn ha. dạ Rồi dạ hiểu dạ rồi, rồi dạ thôi không sao. Thực ra thì các bạn có lớn rồi cho nên nó là có những cái công việc mà mình không thể làm chủ được đúng không? Nó có những dạ công dạ việc nó đột xuất, các bạn cũng nếu không vào lớp được thì cũng nhờ các bạn khác gì là lưu bài lại cho nghe lại sau dạ ha. Rồi cũng không dạ dạ sao. dạ Rồi thôi sáng mai gặp lại các bạn nha. Rồi Dạ thôi dạ. cô chào cả lớp đây. Dạ em Chào chào cô. cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Rồi Hẹn gặp lại cô nha. rồi sáng mai gặp lại. Mà rất là cô. Cảnh làm gì Trang?